Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Tiếp khách hoàng gia, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Galati chương 3 câu 26 đến câu 29. Vì bởi đức tin trong Đấng Christ Giêsu, tất cả anh em đều là con Đức Chúa Trời. Người nào trong anh em đã được báp têm để thuộc về Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ. Tại đây, không còn phân biệt người Do Thái hay người Hy Lạp, người nô lệ hoặc người tự do, nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Giêsu Christ. Nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi Abraham, tức là những người thừa kế theo lời hứa. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Galati chương 3 câu 26. Vì bởi đức tin trong Đấng Christ Giêsu, tất cả anh em đều là con Đức Chúa Trời. Sau khi gặp nữ hoàng Anh tại vũ hội ở Scotland, vợ chồng Sylvia nhận được tin nhắn rằng gia đình hoàng gia này muốn đến thăm họ và cùng uống trà. Sylvia bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị, lo lắng về việc tiếp đón các vị khách hoàng gia. Trước khi họ đến, cô ra ngoài chọn một số hoa để trưng bày trên bàn. Tim cô đập thình thịch. Sau đó cô cảm thấy Chúa đang nhắc nhở mình rằng Ngài là vua của các vua và Ngài ở cùng cô mỗi ngày. Ngay lập tức cô cảm thấy bình an và nghĩ chỉ là nữ hoàng thôi mà. Sylvia đã đúng. Như sứ đồ Phao-lô nói, Đức Chúa Trời là vua của các vua, Chúa của các chúa. Những ai theo Ngài là con Đức Chúa Trời. Khi thuộc về Đấng Christ, chúng ta là người thừa kế của Abraham. Chúng ta không còn bị ràng buộc bởi sự chia rẽ như chủng tộc, tầng lớp xã hội hoặc giới tính, vì tất cả chúng ta đều là một trong Đấng Christ Giêsu. Chúng ta là con của vua. Mặc dù vợ chồng Sylvia đã có một bữa ăn tuyệt vời với nữ hoàng, nhưng tôi không mong đợi sẽ nhận được lời mời từ bà. Tuy vậy, tôi thích lời nhắc nhở rằng vị vua chí cao luôn ở bên tôi mọi khoảnh khắc. Và những ai hết lòng tin cậy Chúa Giêsu có thể sống trong sự hiệp nhất vì biết rằng mình là con cái Đức Chúa Trời. Việc nắm lấy lẽ thật này giúp định hình cách sống của chúng ta hôm nay như thế nào. Việc trở thành người thừa kế của Abraham có ý nghĩa gì đối với bạn? Bạn sẽ mời gọi người khác trở thành một phần trong đại gia đình này như thế nào? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy vua của các vua, Chúa của các chúa, Ngài thật quyền năng và vinh quang. Cảm ơn Ngài đã hạ mình xuống để yêu thương con và chào đón con làm con của Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.